Em làm gì ở đây vậy? Đi ra khỏi vô này với anh. Để cô ta yên. Mày là cái thá gì mà ra lệnh cho tao hả? Tôi không là cái thá gì, nhưng mà anh còn dám nói nữa, tôi không để anh yên đâu. Em giữ anh một tay. Uống ra. Chắc anh là ai mà đến đây phá đám gì? Tao là hôn phu của Lưu Ly đó. Đừng có tưởng tao sợ tụi bay nha. Anh Lưu, nếu mà anh thực sự quan tâm em á, anh sẽ không bao giờ ngăn cản chuyện này. Mình là bạn, là đồng minh, anh biết chuyện đó mà. Đồng minh hả? Đủ rồi. Anh là hôn phu của em nè. Em chỉ có thể lấy anh thôi. Nhưng mà em yêu anh Giang. Em yêu cái gì? Em điên rồi. Em toàn làm những chuyện điên khùng thôi. Người thích hợp nhất với em là anh. Em có hiểu không? Em sẽ không bao giờ lấy anh. Em không có được bỏ anh. Em đã cam kết với anh rồi. Anh cũng là cam kết với cô Út của anh rồi. Em hiểu không? Hả? Suốt ngày anh chỉ nghĩ tới tiền bạc tài sản mà anh thừa kế thôi. Em khuyên anh nha, anh nên lấy người mà anh thực sự yêu thương và trân trọng kìa. Câu chuyện giàu có hay nghèo khổ gì á, có quan trọng gì không? Anh Giang là sự lựa chọn của em. Mẹ, mẹ đi với con đi. Là chuyện gì? Phải đưa Lưu Ly về. Nó đang lên chùa làm lễ hàm thuận với một trong những người anh em của mấy kẻ vô liêm sỉ này nè. Cái gì? Có chuyện đó nữa hả? Đi về nha. Tại sao con phải làm vậy? Mẹ ra lệnh cho con, con sẽ không bao giờ nhìn thấy và sẽ không bao giờ sống với người đàn ông này đến suốt cuộc đời đâu. Quên chuyện này đi. Dạ thưa mẹ, tụi con cưới nhau rồi. Im đi. Ai là mẹ của cậu? Đừng bao giờ gọi tôi như vậy. Ai? Ai chứng nhận được chuyện này hả? Có Tâm Bảo chứng giám và các thầy ở đây cũng đã cầu an cho tụi tôi. Bác là một Phật tử thì chắc là bác chịu hiểu chuyện này. Còn tụi cháu nữa, tụi cháu cũng chứng kiến chuyện này. Đây là sự thật mẹ. Tụi con đã là vợ chồng rồi. Quên, Quên, bình tĩnh đi Quên. Không có đánh vợ tôi. Tụi đánh nó, bây giờ tôi là chị của nó. Bọn họ đáng phải bị như vậy. Thật là xấu hổ. Mẹ không hiểu tại sao con lại để mất lý trí và cư xử một cách vô minh như vậy. Đi về với mẹ, nhanh lên. Còn cậu, chuyện này chưa kết thúc đâu. Lễ hằng thuận này sẽ bị hủy bỏ. Chúng ta sẽ phải nói chuyện lại với sư thầy. Các người muốn làm gì các người làm. Tụi tôi yêu nhau và tụi tôi cưới nhau, không có gì sai hết. Anh, mày bơi đi. Lưu Ly là vợ của tao. Muộn rồi. Mẹ không thể nào chịu được. Mẹ không thể nào chịu được nếu như con sống với người đàn ông này. Hãy rời bỏ hắn ta đi. Nhanh lên. Nếu không, mẹ không biết là mẹ sẽ còn làm chuyện gì nữa đó. Bình tĩnh đi mẹ. Để chúng ta đi đi. Hai người đi theo chúng tôi. Tại sao? Anh sẽ phải theo chúng tôi nếu như không muốn có chuyện xấu gì xảy ra. Nè, đừng nghĩ là tụi tôi không dám làm gì anh nha. Tụi tôi có thể bắt anh bỏ tù đó. Tôi cũng muốn coi thử hai người yêu nhau, cưới nhau ở tù vì cái lý do gì. Vì lừa đảo. Anh về nhà đi thì sẽ rõ mọi chuyện thôi.